các bạn thấy đặt mình vào vị trí cứ bị sếp gọi tên nhắc tên suốt ngày xem. Chúng mình có giật mình không? Đặt tên, gọi tên cái nhóm mà mình giao việc. Chứ mình không nên gọi theo cá nhân. Gọi cá nhân người ta giật mình. Các bạn thử đặt mình vào vị trí cứ bị sếp gọi tên nhắc tên suốt ngày xem. Chúng mình có giật mình không? Cái người nào mà được rèn luyện rồi ấy thì coi cái chuyện đấy cũng bình thường thôi. Nhưng mà nhân sự mà trẻ nhất là Gen Z ấy là hay tự ái, hay giận dỗi. Đó, họ chưa được rèn luyện, họ chưa được gọi là tôi luyện nên là họ sẽ rất là dễ cảm xúc. Mình hãy chia team trong khối làm việc, cho người ta vào một nhóm để người ta cùng chịu trách nhiệm và người ta cảm thấy cái việc mình nhắc đến tên người ta nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Các cô giáo khối nhà trẻ ơi, mình làm xong việc này chưa? Các cô giáo khối mẫu giáo ơi, tổ 1 ơi, nhóm gì ơi, tức là mình bắt đầu giáo việc gì đó thì mình gọi gì ạ? Theo một cái nhóm đối tượng. Nhưng cũng đừng gọi chung chung nhá. Đừng gọi chung chung là gì? Mọi người ơi, các cô ơi, làm cho chị việc này, làm cho chị việc kia. Thì chẳng có ai làm đâu.